Nay thấy cái filter lạ lạ nên là chị Vân để thử cái mũ này. Đây là vít cuối cùng mà chị Vân sẽ quay cho Ken trong năm cũ. Chắc là sang năm mới sau Tết chị Vân cũng mới sẽ quay vít cho bài tập về nhà trở lại. Nên là đây sẽ là vít cuối cùng nha. Nhớ bấm subscribe cho kênh YouTube của chị Vân để nó được 400 sub trước Tết đi mà. Làm ơn đó. Còn hôm nay thì chị em mình sẽ chữa bài tập về nhà của phần tích có hướng và tích hỗn tạp. Theo Kem nhé. Thôi không cần phải theo Kem đâu, mà nói luôn cho Kem biết luôn là bài này sẽ là một bài vô cùng quan trọng. Nếu như Kem không nắm được bài tích có hướng và tích hỗn tạp thì coi như là cái chương ối chi z của em vứt hết luôn. Thế là em hãy học cái chương này thật là cẩn thận, học bài này thật sự cẩn thận, siêu siêu cẩn thận cho chị Vân, nhớ chưa? Còn nữa, đó là dạo này tinh thần ăn chơi của lớp chúng ta hơi bị căng thẳng. Các cái viết chữ bài tập về nhà của chị Vân không biết là có vào xem hay không, tụt view buồn lén. Không có vào xem sao, toàn đi chơi ăn chơi thi xong Tết tưng bừng khói lửa luôn đấy, được cái là tụt view nhưng mà tăng sốc. Đây là thôi nhá, cố gắng chăm chỉ vào xem viết chữ bài tập về nhà đi. Thật sự ấy, các em không xem viết chữ bài tập về nhà coi như cái công các em làm bài tập về nhà nó gọi là công cốc. Các em có biết làm đúng hay sai không, đúng không, làm cho có đúng không, làm cho chị Vân kiểm tra đúng không? Nhưng mà no, nhá, làm để hiểu, học để hiểu. Cố gắng là Tết này nếu như mà các em cảm thấy buồn quá thì các em có thể vào xem YouTube của chị Vân để học toán. Đấy, còn bây giờ thì chị em mình sẽ bắt đầu thực hiện cái vít cuối cùng cho năm cũ. Chúng ta sẽ cùng quay vít cho bài tập về nhà của phần hình tích có hướng và tích hỗn tạp. Ok. Trước hết thì chị Vân sẽ nhắc lại cho các em một vài cái kiến thức cơ bản cần phải nhớ. Thứ nhất là chúng ta ví dụ cái kiến thức đầu tiên đó là cách để tính tích có hướng của hai vector. Bây giờ cho em một vector A. Có bị to quá không nhỉ? Cho em một vector A có tọa độ A1, B1 và C1. Cho em vector B có tọa độ là A2, B2 và C2. Tính tích có hướng của hai vector này bằng cách nào? Đó. Thì đáng lẽ là phải tính bằng cái định thức cơ, là cái sọc sọc ấy, mấy cái sọc sọc ấy. Nhưng mà chị Vân sẽ dạy các em cách tính nhanh luôn nhé. Bởi vì trên lớp thì cũng đã giảng rồi đúng không? Đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ nhắc lại cách tính nhanh thôi. Nào, đầu tiên là em lấy cái thằng C2 này làm gốc. Em lấy thằng đấy em nhân với lên. Nhân với thì với mà, thì mình phải với cái gần trước đúng không? Rồi mình mới với đến cái xa. Đấy, thế thì em phải với lên thằng B1 trước. Em còn nhớ cái mà chéo xuống trừ chéo lên con cá, cái đã giống đạo hàm không, định thức không? Đấy, thì anh nhá, C2 em nhân với lên B1 này. Thì đây, có phải là C2B1 trừ đi cho C1B2 không? Đúng không? Thì cái đầu tiên ấy, cái tọa độ đầu tiên của em nó sẽ là C2B1 trừ đi cho C1B2. Tiếp theo em nhân với cái thằng gần rồi thì em phải nhân với thằng xa. Đây, có khát vọng mà, đúng không? Thì mình nhân với thằng xa đây. Thì nhân lên đây này, em nhìn cái định nhân vuông của mình ấy, thì có phải là khi em đặt cái tay nhá, em che cái thằng ở giữa đi. Em đặt tay vào che đi. Nghe. Chị không, chị che cái iPad nhưng mà nó không hiện ở mặt của các em. Nào C2 nhân lên đây thì là C2A1 thì phải trừ cho C1A2. Nhưng em nhớ chị Vân là theo cái quy tắc tính này thì cái số ở giữa nó sẽ bị đổi dấu lại. Tức là em tính là bao nhiêu thì em vui lòng em đổi cái dấu nó lại thì nó mới đúng được. Đấy là cái quy luật để tính nhá. Còn tại sao mà lại đổi dấu thì em có thể học lại cái cách định thức, nhưng mà tôi cũng không cần nhớ cái đấy đâu, không nhớ làm gì cả. Đây là quy luật mà, quy tắc tính như thế thì em cứ nhớ là cái giữa thì đổi dấu thôi. Thế em nhớ vào đây là cái C2 này này, em nhân lên đây. C2A1 trừ đi cho C1A2, nhưng nhớ là đổi dấu cái ở giữa, cứ cái ở giữa thì đổi dấu, thì đổi dấu giúp chị Vân này. Thì nó thành là trừ C2A1. Đáng lẽ nó đang là trừ C1A thì bây giờ đổi thành cộng C1A2. Tiếp tục cái thứ ba. Cái thứ ba hết đất à? Hết đất thì chị Vân cho lùi cái này vào. Đấy. Nào cái thứ ba của em. Sau khi em đã nhân với thằng này xong rồi. Đấy, nhân với dây với rồi. Em phải chuyển sang tiếp thằng B2 này em nhân. Thế thằng B2 nó sẽ là gì? Thì em này. B2 đúng không? Thì em nhân lên đây. B2A1 trừ đi B1A2. B2A1 trừ đi cho B1A2.
Nhớ chị Vân là chỉ cái thằng ở giữa mới đổi dấu thôi nhé. Các thằng khác thì đừng có đổi dấu làm gì cả nhé. Được chưa? Thì đấy là cách để tính tích có hướng của hai vector. Thế xong rồi em lại phải nhớ tiếp một cái tính chất, đó là ví dụ cho em một cái công thức tính diện tích tam giác. Nào nhớ tiếp kiến thức thứ hai, đó là diện tích tam giác của em. Diện tích một tam giác bất kỳ thì sẽ bằng 1 phần 2 độ dài của vector có hướng. Độ dài của vector có hướng. Okay, khi mà bài chị Vân sẽ nhắc lại, chị Vân sẽ dạy cách làm ngay bài đầu tiên luôn. Đó, diện tích tam giác thì bằng 1 phần 2 độ dài của vector có hướng. Được chưa? Tiếp theo này. Thế ví dụ cho em một cái diện tam giác là ABC đi chẳng hạn. Đường cao là AH nhé. Đây. Cho em một tam giác ABC có đường cao là AH. Thế có phải là diện tích tam giác ABC thì có phải bằng 1 phần 2 AH nhân với cả BC không? Đúng không? Thế cái này có phải là bằng này em nhỉ? Mình có thể suy ra được là nhân 2 lên đây. Em nhân 2 lên đây. Thì có phải là AH của em bằng là 2 lần diện tích tam giác chia cho BC không? Thế thì em phải tính được là khoảng cách từ A đến BC. AH chính là khoảng cách từ A đến đoạn BC mà. Thì nó bằng là diện tích tam giác thì chị Vân cho là 1 phần 2 cái độ dài của vector có hướng. Thế nên nó là 2 lần nhân cái đấy thì nó là bằng độ dài của vector có hướng thôi. Chia cho BC. Độ dài của vector có hướng trong tam giác ấy, thì rất là dễ, em chỉ cần lấy chung góc thôi. Ví dụ em lấy AB, AC, em có hướng nó lên. Hoặc là em lấy BA, BC, CA, CB, miễn là chung góc là được, nhớ chưa? Đó, thì đấy là lý thuyết thứ ba các em cần phải nhớ. Chị nhắc lại này, đầu tiên là cách để tính tích có hướng của hai vector. Nhớ là hai vector này phải chung góc. Tiếp theo, muốn tính diện tích của một tam giác bất kỳ thì em lấy hai vector bất kỳ miễn là chung góc nhé. Em có hướng hai vector với nhau. Sau em tính cho chị độ 1 phần 2 độ dài của vector có hướng đấy. Được chưa? Cái này ví dụ như cái vector có hướng này nó có tọa độ là ABC chẳng hạn. Thì nó bằng là căn của A bình cộng B bình cộng C bình ấy, có nhớ không? X bình cộng Y bình cộng Z bình ấy. Hoành bình cộng tung bình cộng cao bình ấy. Đấy, căn một phát ra là xong ấy. Và từ giờ nếu như người ta bắt em bị tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến một đường ấy trong tam giác nhá, thì nó sẽ bằng luôn độ dài của vector có hướng. Cái độ dài vector có hướng này, vector có hướng nào cũng được, em có thể lấy ABC, BABC, CACB tùy em, miễn là nó bằng độ dài của vector có hướng này chia cho cái thằng độ dài của cái thằng mà mình tính khoảng cách đến ấy. Đó, thì đấy là cái thứ hai cần phải nhớ. Cái thứ ba cần phải nhớ đó là tích hỗn tạp. Thì thể tích của em sẽ bằng này, 1 phần 6. 1 phần 6 nhá. Ví dụ cho em một cái hình chóp. Đây, cho em một cái hình chóp ở đây đi. Đây, ok. Cho hình chóp SABC. Thể tích của chóp SABC của em sẽ được tính bằng công thức S này, A này, B, C này, bằng này. 1 phần 6 của này, miễn là nó chung góc nhá. SA, SB và SC. Nhớ là độ dài của cái vector này. Đó. Chị tuyệt đối nghe này. Cái đây không phải độ dài đâu. Em nghe chị Vân như sau nhé. Ở đây thì mình sẽ có là đây là dấu nhân. Đây viết nhanh quá thành dấu phẩy. Đây, tích hỗn tạp là cái gì? Tại sao lại gọi là hỗn tạp? Tích hỗn tạp là bao gồm là hỗn hợp ấy. Thế em nhìn đây, hỗn tạp tức là nó bao gồm cả tích có hướng và tích vô hướng. Có phải sau khi em có hướng hai thằng này xong thì nó sẽ thành một cái vector không? Tích có hướng của hai vector nhé sẽ thành một cái vector. Đây này, tích có hướng ngoài vector sẽ vẫn có tọa độ là một vector. Thế thì sau khi em có hướng hai thằng này xong thì nó sẽ ra một cái vector ở đây. Thế vector nhân với vector thì có phải là đây lại là tích vô hướng không? Em lấy hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân cao thì có phải là cả cái tích hỗn tạp này của em ấy, nó đang ra là một một số. Em hiểu đơn giản tích hỗn tạp của em cái kết quả nó đang ra là một số nhé, nên cái này nó sẽ đọc là trị tuyệt đối nhé, được chưa? Còn trong cái này này,
tập trung cho chị Vân vào đây, không là lú này này, cẩn thận, tập trung, hết sức tập trung như sau. Ở đây vector n là tích có hướng của hai cái vector này, mà tích có hướng hai vector chị Vân vừa bảo xong là nó vẫn là một vector, nó vẫn có tọa độ, ba cái tọa độ như này, thấy không? Tích có hướng của hai vector vẫn là một vector, chị Vân nhắc lại một lần cuối nhé. Thế nên này, đây đọc là độ dài của vector. Tức là trong hai trường hợp ở trên, trường hợp ở đây này, nó vẫn là hai cái sọc nhưng lại đọc là độ dài. Trường hợp ở dưới thì lại đọc là trị tuyệt đối. Em có thấy nó khác biệt không? Nếu như em hiểu bản chất và hiểu rất là sâu ấy, thì rất là hay ấy. Nên là cố gắng nhé. Cái thì không ai nói cả, không ai quá là hỏi han kem về cái vấn đề đó, nhưng mà chị muốn kem hiểu sâu nên chị đã nhắc cái đó. Nhưng mà chị nhắc lại về cái công thức để tính thể tích nhé. Đó là tính thể tích của một cái hình chóp ấy. Thì em rất đơn giản, em chỉ cần lấy chung từ một góc thôi. Ví dụ em có lấy từ góc từ đỉnh S thì em có hướng hai vector bất kỳ, rồi có hướng tiếp một vector nữa SA, SB và SC đó. Hoặc là nếu từ A thì là AS, AB rồi đến A, AC. Nhớ đây là chị đố em có hướng hai thằng thì em vô hướng với thằng còn lại không? Thế là xong. Thế đây là toàn bộ lý thuyết rất là dễ. Thứ nhất đó là cách tính tích có hướng ngoài vector. Thứ hai là tính diện tích tam giác. Thứ ba là tính khoảng cách. Và thứ tư là tính thể thể tích. Em nắm được bốn cái lý thuyết này thì em bắt đầu vào bài ngày hôm nay với các 8 ví dụ dưới đây. Câu 1 đáp án là C. Câu 2 là A. Câu 3 là C. Câu 4 là bò. Câu 5 là D. Câu 6 là bò. Câu 7 là bò. Câu 7 phải sửa đề nhé. Câu 8 là mùng 7. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang ngay vào 8 ví dụ luôn nhé. Ví dụ đầu tiên này. Cho một tam giác có tọa độ 3 đỉnh của em là ABC. Có hết rồi. Về tính diện tích tam giác ABC thì có phải là buổi 1 chị Vân có dạy em cách để làm bài này rồi. Đó là mình sẽ sử dụng cái công thức tính diện tích tam giác là ABC trên 4 4S ấy, à 4R ấy, đúng không? S bằng ABC trên 4R. Thì em nhìn nhá, cái công thức này này mình phải tính cả ba cạnh ra. Tính độ dài của ba cạnh ra. Xong mình tính thêm con R nữa thì rất là lằng nhằng, rất là khó khăn. Thì hôm nay ấy, mình đã có một cách xử lý rất là xinh đẹp. Đó là vừa dạy xong, diện tích tam giác của em bằng 1 phần 2 độ dài của vector có hướng. Thì cái độ dài của vector có hướng thì vector có hướng rất là dễ tính. Vector có hướng thì đơn giản, em chỉ cần lấy ra cho chị hai vector chung gốc thôi. Trong tam giác ABC thì em nhớ là phải lấy chung gốc nhé, không chung gốc không được nhé. Ví dụ AB này, AC này. Đó. Ví dụ em không thích, em có thể lấy là BA, BC, em thể là CA, CB, nhưng mà miễn là phải chung gốc. Thì em lấy ra hai vector chị Vân cho em tính. Nào, tính nào. Độ dài của tọa độ của vector AB là lấy điểm B trừ điểm A. 0 trừ 1 là trừ 1. Trừ 1 trừ 1 là trừ 2. 3 trừ 2 là 1. Chị Vân tính nhanh thế nhá. Lấy C trừ A này. Lấy C trừ A. 4 trừ 1 là 3. 5 trừ 1 là 4. 1 trừ 2 là trừ 1. Đấy, thì đây là chị đã có được tọa độ của hai vector. Vậy chị sẽ có hướng nó như sau. Thì đây là lần đầu tiên chị Vân làm cho kem, nên chị sẽ làm rất là chậm. Kem nhìn chị Vân tính vector có hướng của hai vector nha. Nó bằng này. Mình sẽ nhân với từ cái thằng cuối cùng này trước. Với thì phải với gần trước, chị đã dạy rồi. Với nhân với thì với gần trước rồi với xa sau. Với gần đây rồi với xa đây nhá. Và nhớ là phải đảm bảo quy tắc là hình vuông. Ở giữa thì đổi đổi dấu. Thế nhìn này. Trừ 1 em nhân lên đây là trừ 2. Trừ 2 nhá. Trừ đi cho 4. Thì là xem nào. Trừ 2 trừ 4 nhỉ. À đây, trừ 1 nhân với cả trừ 2 là 2. Lú. Trừ 1 nhân trừ 2 là 2. Xong 2 của em. Em trừ đi cho 4. 2 trừ 4 thì là trừ 2. Đó. Tiếp theo là thằng ở giữa này. Thì em phải với ra xa. Vẫn đảm bảo quy tắc hình vuông. Thì là trừ 1 nhân với cả trừ 1 thì là 1. 1 trừ đi cho 3 thì là 1 trừ 3 là trừ 2. Nhưng em nhớ chị Vân là thằng ở giữa thì phải đổi dấu. Tức là đang là trừ 2 nhé. Thì em phải đổi thành 2. Đó. Rồi nhân với hết thằng này rồi thì phải đến thằng cạnh nó là 4 ấy. Vẫn phải đảm bảo quy tắc hình vuông như sao. Đó.
thì là 4 nhân trừ 1 là trừ 4. Trừ 4 xong lại trừ đi cho trừ 6, tức là trừ 4 cộng 6 mới. Trừ 4 cộng 6 thì sẽ là 2. Vậy đáp án của em, cái tích có hướng nó sẽ là trừ 2, 2 và 2. Đó, nào, nắm được chưa nào? Đầu tiên lấy thằng này nhân lên đây, đảm bảo quy tắc hình chéo này. Này nhân đây trừ này, trừ 1 nhân trừ 2 trừ 1 nhân 4 này. Xong rồi lấy nhân với, trừ 1 nhân trừ 1 này, trừ đi cho 1 nhân 3, nhưng đổi dấu lại. Tiếp theo là 4 nhân với cả âm 1 này, trừ đi, trừ 2 nhân 3. Đó, thì em mới ra được cái độ, cái tọa độ của vector có hướng. Tích có hướng ấy. Thì xong rồi em phải tính độ dài của vector đấy. Thì tính độ dài vector ấy nó bằng căn của cả ba cái bình phương thôi. Hai bình, x bình cộng, y bình cộng, z bình. Ở đây chị Vân ghi luôn hai bình chứ chị không ghi là âm hai bình, bởi vì âm hai bình hay hai bình cũng như nhá. Vậy đáp số nó sẽ là ra là 4 này cộng 4 này, 4 12 đúng không? Vậy ra là căn 3. Đó, thế thôi. Vậy đáp án của bài 1 của em là căn 3 nhá. Được chưa? Tính nốt cái đấy ra là ra căn 3. Sau đó là mình sẽ chuyển sang bài số 2. Bài số 2 của em đó là tính thể tích. Đấy, tính thể tích. Sau khi mình tính diện tích xong rồi mình được ôn tập luôn cách tính thể tích. Thì nhớ cho chị Vân như sau, là bây giờ nó bắt em tính thể tích của hình chóp OABC. Thể tích của chóp OABC thì nhớ là phải lấy trung gốc tiếp. Tiếp tục phải lấy trung gốc. Và đây lý thuyết của em này. Đây này, 1 phần 6 ấy. Trị tuyệt đối ấy. Tích có hướng nhân với cả tích vô hướng ấy. Đấy chưa? Nào bây giờ mình lấy nhá. Thì bây giờ nó bằng 1 phần 6. Đây bây giờ này, 1 phần 6 trị tuyệt đối này. Tích có hướng nhớ là phải trung gốc em nhá. Lấy cái nào cũng được. OA, OB, rồi nhân vô hướng với cả OC. Vậy em đi tính lần lượt từng cái một. Thế là OB, OA của em trước đi. Vector OA, vector OA thì có tọa độ luôn. Có phải vector OA là lấy điểm A trừ điểm O thì nó chính là tọa độ cái điểm A luôn. Nó là 1, 0, 3. Vector OB thì có tọa độ luôn là 4, trừ 1 và 1. Vector OC cũng có tọa độ luôn là chính là tọa độ điểm C, 5, 2, trừ 1. Bởi vì nếu mà có lấy B trừ O thì cũng là trừ đi 0, thì mà C trừ O cũng 0 luôn. Vậy thì vector OB chính là tọa độ điểm B, vector OC chính là tọa độ điểm C. Em nhìn này, vậy chị sẽ có hướng hai thằng OA và OB trước. Được chưa? Đấy, dùng công nghệ va vứt thằng này sang một chỗ khác. Rồi, có hướng hai thằng này nhá. Nào, nhân lên đây. Thằng này nhân gần này, nhân với gần này là không không? Không trừ đi cho trừ 3 thì là cộng 3. Vậy đây là 3. 3. Đúng không anh nhỉ? Không này. Cộng 3 đúng rồi mẹ. Không cộng 3. Ok, tiếp tục nhân xa này. 1 trừ đi cho 12. 1 trừ 12 thì là trừ 11. Trừ 1 đổi dấu là 11. Tiếp, trừ 1 nhân với cả 1 thì là trừ 1, trừ 1, trừ 0 là trừ 1. Chỉ đổi dấu thằng ở giữa thôi em nhé. Những thằng còn lại thì không đổi dấu. Cứ nhớ là thằng đổi giữa thì phải đổi dấu. Thấy không? Thì em sẽ ra được cái vector có hướng. Bây giờ hai thằng này nhân vô hướng với nhau. Em nhìn này, thằng này với thằng này đang là 1 rồi nhá. Được chưa? Thì thằng này này, OC và thằng này nhân vô hướng với nhau thì phải lấy x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z. Thì nó sẽ bằng này, 1 phần 6 trị tuyệt đối này, 3 nhân với cả 5 cộng với cả 5, viết lại số đẹp. 2 nhân với cả âm 1 cộng với cả 2 nhân với cả âm, à 2 nhân với cả 11, chết lú. 2 nhân với cả 11 cộng với cả, chết rồi, máy tính hết pin, đợi chị Vân đi lấy pin sạc và phát nhá. Ok, quay trở lại tính tiếp nha. Tiếp theo là vẽ đang là x nhân x này, y nhân y này, cộng với cả z nhân z thì bên mình cộng thêm 1 nữa. Và bây giờ em bấm máy tính, bấm nhé, chị cũng đang bấm nhé. 3 nhân 5 cộng 2 nhân 11 cộng 1, 38.
38 phần 6 là 19 phần 3. Đấy, và đáp án của em là đáp án A. Được chưa? Tiếp theo là chuyển nó chị Vân sang câu số 3. Câu số 3 như nào? Tính khoảng cách từ O đến AB thì có phải khoảng cách từ O đến AB nhìn vậy chị Vân xem, thì có phải là bây giờ trong một cái tam giác như này, vừa nãy vừa dạy rồi đây, tính khoảng cách từ O đến AB vừa dạy xong, không biết còn nhớ không? Em nhìn này, đó chính là cái đoạn này này, thì có phải vừa nãy chị vừa đúc kết được không, chị vừa đúc kết cho các em công thức đấy rồi đúng không? Các baby còn nhớ không vậy hay các baby đã quên rồi? Đây này, đây khoảng cách từ O đến AB này chính là đoạn AH này, thì bằng này là cứ khoảng cách từ điểm nào đến một cái đoạn nào thì sẽ bằng tích có hướng xuất phát nhé, tích có hướng này trong cái tam giác đấy chia cho độ dài của cái thằng mà mình tính đến ý. Thì bây giờ tam giác của mình là tam giác OAB, thế thì em có thể lấy bất kỳ cái tích có hướng nào mà em thích, miễn là chung gốc, ví dụ AO AB, BO BA, nhưng cái đơn giản và dễ tính nhất ý, nó chính là OA và OB. Lý do nhé, lý do là độ dài của vector OA và OB em có hết rồi. Độ dài của vector OA ấy thì chính là lấy điểm A chỉ điểm O, vậy chính là điểm A luôn. Vậy nó chính là tọa độ điểm A. 1 1 2. Tọa độ của vector OB thì lại chính là tọa độ của điểm B luôn là 4 1 và trừ 2. Thế có phải em đã có hết tọa độ của vector OA và OB không? Bây giờ em có luôn là khoảng cách từ O đến AB thì như vừa nãy chị Vân có dạy ấy, nó bằng là độ dài của vector có hướng chia cho thằng AB. Thôi, đây, check lên đây này. Đó, độ dài của vector có hướng chia cho độ dài của cái thằng mà mình tính đến. Em mình áp công thức vào mình tính. Em tính nhá. Nào, tích có hướng thì em tính với chị Vân đi xem nào. 2 nhân với gần trước này. 2, 2 trừ 2 nhân 1 là trừ 2. Trừ đi cho 2 rồi trừ đi cho 2 tiếp là trừ 4. Vậy vector có hướng của em này là trừ 4 này. Nhớ này, thằng ở giữa là đổi dấu nhá. Trừ hai đúng rồi này, trừ hai nhân một là trừ hai, trừ hai trừ đi cho 8 là trừ 10, trừ 10 đổi dấu một phát thì là 10. Tiếp tục à, một nhân một là một, một trừ đi cho 4 là trừ 3. Đó thì đây là vector có hướng của bài 3 của em là 4 10 và trừ 3, trừ 4, 10 và trừ 3. Bây giờ tính độ dài của vector đấy thì x bình cộng y bình cộng cao bình đúng không, cộng z bình ấy, xong căn phát bằng vào đây căn của này 4 bình thì dấu trừ y vẫn cho biến mất hết nhá, cộng 10 bình cộng 3 bình chia ra chia cho độ dài của AB. Thế thì em nhìn này, vector AB phải tính độ vector AB trước. Vector AB thì lấy điểm B trừ điểm A thì là 4. Đây này, lấy điểm B trừ điểm A này. Lấy 4 trừ 1 là 3, 1 trừ 1 là 0, trừ 2 trừ 2 là trừ 4. Thì độ dài của vector AB lại là bình phương lên thôi. Bình phương các em đội lên nó sẽ là mấy? Nó sẽ là căn của 3 bình cộng 0 bình cộng 4 bình. Rồi, bây giờ em bấm máy tính ra là xong. Đúng là căn 5. Nhưng mà đáp án nó hơi, các bạn nó để là căn 125, căn 125 phần 5 thì cũng là căn 5, cái này bằng căn 5 em nhé. Nên khoanh với đáp án là gì? C. Được chưa? Tiếp theo, mình sẽ sang câu số 4. Câu số 4 của em nào, xem nào. Cho điểm B, điểm C tìm tọa độ A thuộc tia OX để diện tích tam giác ABC bằng căn 134 phần 2. Như hồi xưa mình xử lý bài này ý, là mình đi luôn, nhưng mà từ khi mà mình có công thức là diện tích của tam giác ấy, diện tích tam giác của em nó bằng là 1 phần 2 độ dài của vector có hướng ấy. Thì bây giờ nó đã trở nên rất là đơn giản hơn rất là nhiều. Bây giờ cái A của em thuộc tia OX thì chị bảo rồi là thuộc tia nào thì chỉ có tia đấy xuất hiện thôi, tức là tọa độ của điểm A của em là x không không. Được chưa? Cái gì không xuất hiện thì là không hết. Đấy, vậy thì có phải là
Bây giờ dẫn đến tam giác ABC như này, bé bé xinh xinh thôi, thì có phải là em có thể lấy điểm, em có thể lấy gốc nhá, tùy em lấy gốc này, nhưng mà chị Vân sẽ chọn là gốc là B, bởi vì là BA và BC thì nó sẽ chỉ dính đến một thằng A thôi, còn bây giờ chị Vân chọn A, B, A, C dính hai lần thằng X liền thì nó hơi dối, nên chị Vân sẽ chọn X có hướng trong bài này ấy. Nó sẽ phải là BA và BC để chỉ có một thằng dính lần X thôi. Thế độ dài của vector BA là lấy điểm A trừ điểm B thì nó sẽ là gì đây? X trừ 3. X trừ 3. 0 trừ đi cho trừ 1 thì là cộng 1. 0 trừ đi cho 4 là trừ 4 này. BC thì lấy C trừ B. BC lấy C trừ B thì nó sẽ là 1 trừ 3 là trừ 2. 3 trừ đi trừ 1 là 4. Trừ 1 trừ 4 là trừ 5. Đó, vậy em có định giải của vector có hướng này. Nào, nên là trừ 5 nhân với cả 1 thì là trừ 5. Trừ 5 này. Xong lại gì đây? Trừ 5 cộng với cả 16. Trừ 5 cộng 16. Lúa nhỉ? 21. Ok, 21. Trừ 5 cộng 16, đúng rồi. Trừ 5 cộng 16. À đâu, rồi lú 11. Lú quá. Chết rồi, cúng vào lú hết rồi. Là 11. Sao chị lại lú nhỉ? Trừ 5 cộng trừ 5 cộng 16, ok. Tiếp tục này, trừ 5 nhân lên đây là trừ 5 nhân với cả x trừ 3, nhưng phải đổi dấu đúng không? Thì là 5 nhân x trừ 3. Sau đó là đáng lẽ là đây, nhân đây trừ đi thằng này là trừ đi cho 8, nhưng phải đổi dấu anh là cộng 8. Ok. Tiếp theo là thằng này nhân với đây này, là 4x, 4 nhân x trừ 3. Rồi trừ đi cho 4 nhân x trừ 3 nhé. Trừ đi cho trừ 2 là cộng 2. Đấy, nhẩm nhanh thằng này lại là 11 này. 5x trừ 15 cộng 8. Trừ 15 cộng 8 là trừ 7. 5x trừ 7. 4x trừ 12 cộng 2 là trừ 10. Đây là vector có hướng của em. Tiếp theo nhé. Bây giờ mình sẽ tính độ dài vector này. Thì mình sẽ có này là 1 phần 2. Cái thằng diện tích này nó bằng căn 134 phần 2. Thế cái hai này với hai này vứt đi này. Thế cái độ dài của vector N, nếu mà nó là căn thì chị bình phương lên đúng không? Nghĩa sẽ là 11 bình phương cộng 5x trừ 7 bình phương cộng với cả 4x trừ 10 bình phương bằng 134. Đến đây bé tự giải nốt hộ chị Văn nhé. Được không? Anh chị bấm vào viết lại tính thử xem đúng nhé. Các anh chị bấm thử máy tính rồi. Các anh chị nhập nguyên cái này vào xong chị bấm ship số ấy, thì nó sẽ là 1,658. Nhưng mà nó sẽ ý của nó là A ở đây phải có tọa độ là nguyên ấy, các em có hiểu không? Thì em nên nghĩa là em ship số hỏi em là x bằng bao nhiêu thì em nên thử là x bằng 2. Nó sẽ ra được x bằng 2, x của em là hai kết quả. Cái 1,658 kia em sẽ loại đi là 2 thôi. Nên là ở đây x của em bằng 2. Khi em bấm ship số thì em phải khéo, đó lại nó hỏi là ship số đúng không? X bao nhiêu ấy? Thì em nên nhập một trong bốn cái đáp án này, ví dụ 1, 2, 3 và 4. Đấy, thì nó mới ra đúng được. Hiểu ý không? Thì đáp án sẽ là x bằng 2 nhé, và đáp án là B. Tiếp theo là câu số 5. Sau câu số 4 thì em chỉ cần câu số 4 thì ôn tập lại về cách tính tích độ dài tích có hướng thôi để áp dụng vào tính diện tích tam giác. Đấy. Câu số 3 thì làm tính khoảng cách. Câu số 2 là tính thể tích, còn câu số 1 là tính diện tích. Đấy, bốn câu đầu tiên là lướt hết một lượt kiến thức rồi. Tiếp theo là câu số 5. Câu số 5 lại quay về tính thể tích tiếp mà. A thuộc vào OI. A mà thuộc vào OI thì cái điểm A của em sẽ có tọa độ là cái gì xuất hiện thì có nó thôi, còn các cái khác thì không có.
vậy là không, y và không. Thể tích của OABC thì sẽ là 1 phần 6 đúng không? Nào, chị tuyệt đối này. Vectơ OA nhớ là phải chung gốc em nhé. OA, OB có hướng với nhau. Rồi với cả O, OC. Sau đó là bằng bằng 4. Thì tương bằng với cái việc là cái thằng này của em sẽ bằng 24. Này của em sẽ bằng 24 này. Đấy. Nhân chéo lên thôi. Được chưa? Bây giờ em đi tính cho chị cái chị tuyệt đối này bao nhiêu. Thì em có này, OA của em bằng bao nhiêu? OA của em thì lấy điểm điểm A trừ điểm O thì nó sẽ có tọa độ của điểm A luôn là 0 y 0. OB là tọa độ của điểm B. Đó là 1 trừ 1 và 2. Bây giờ em có hướng hai thằng này với nhau trước nha. Nào, sẽ ra là có hướng nào. Ôi đau họng quá, chị Vân vẫn bị ốm. Nào, nhìn lên đây, cố lên. 2 nhân lên đây là 2y. 2y trừ đi 0 thì không quan tâm nữa, nó là 2y. Ở giữa phải đổi dấu này. 2 nhân 0, nói chung là 0 rồi, không có đổi dấu thì nó cũng thế thôi. Tiếp theo là trừ 1 nhân 0 là 0 này, 0 trừ đi cho y thì là trừ y. Đấy, vậy đây là tích có hướng của em. Tích có hướng này nhân với cả thằng OC đó, thì vectơ OC của em bằng gì? Vectơ OC chính là tọa độ của điểm C. Nó sẽ là 3, 2 và trừ 2. Rồi, bây giờ thằng vô hướng thì lấy x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z. Sẽ bằng này, tương đương với việc này. Chị tuyệt đối của 6y cộng 2y bằng 24. Và tương đương với việc là 8y bằng 24. Tương đương. Nếu đây chị tuyệt đối nhá. Thế 8y của em sẽ bằng 24 thôi. Tám y bằng 24 thì y sẽ bằng 3. Đó. Hết rồi. Thuộc tia OI mà. Tia OI thì đang là thuộc cái phần dương ấy. Nên nó sẽ không có âm được. Đấy. Không có âm 3 được đâu nhé. Án của bài 5 là D. Tiếp theo là câu số 6. Cho điểm A, điểm B, điểm M thuộc vào delta để cái diện tích này bằng cái này. Tóm lại là bây giờ cái diện tích này của em bằng này. Diện tích thì thầy đã dạy rồi đúng không? Diện tích tam giác này. MAB thì bằng em phải lấy một cái làm gốc. Sau em có hướng. Đó, xong tính 1 phần 2 độ dài của vector có hướng đúng không? 1 phần 2 độ dài của vector có hướng. Nó bằng này. Nếu vector có hướng thì mình chọn. Bây giờ em chọn làm sao mà chị bảo là chọn làm sao ít ẩn nhất. Ít ẩn nhất thì có phải là mình chọn cái điểm M làm gốc thì sẽ là ngáo luôn không? M làm gốc thì 3 ẩn. X, Y, Z. Dính ẩn. Và chọn gốc thì phải chọn điểm A hoặc điểm B. Thì sẽ sinh ra từ AB hoặc là AM. Nếu chị chọn điểm A làm gốc nhá. Nào. Như vậy ra AB với cả AM không? Rằng 1 phần 2 độ dài của tích có hướng vectơ AM và AB. Đó. Thế bây giờ nghe tiếp này. Bây giờ cái tích có hướng thì tính kiểu gì? Tính kiểu tree đây. Đúng không? Khi mà tọa độ điểm M thì không biết. Nhưng mà em lại biết được rằng một điều đó là M của em thuộc vào delta. Thế buổi trước chị có dạy rồi. Đó là nếu như M của em thuộc vào đường thẳng như này này. Thì đây nhá, để thử ra đây nhỉ. M của em gọi M của em có tọa độ là x, y, z đi chẳng hạn. Nếu như em để như này, thì cái phương trình mà em thay vào ấy, làm cho em nhìn nhé. Ví dụ em để như này, thì có phải là cái tọa độ của vector AM ấy, nó sẽ vẫn có 3 ẩn không? Tọa độ vector 3M có 3 ẩn là x, y, z. Xem có hướng này lên nó vẫn 3 ẩn x, y, z. Bây giờ làm sao để giải? Thì rất là khó. Đó. Thế mình nghĩ đến việc là bây giờ đặt cái này là T. Thì quy một ẩn thôi thì x của em ấy nào được cái này đây thì nó sẽ là
cái điểm M của em nhé, chị Vân sẽ có tọa độ là mấy luôn đây? T trừ 2, T trừ 2, 3T cộng 1, trừ 2T trừ 5. Vậy tọa độ của điểm M của chị Vân ấy, nó đang chỉ phụ thuộc duy nhất vào một ẩn, đó là T thôi. Rất là đẹp, rất là xinh. Và tí nữa chị Vân chỉ cần tìm một ẩn thôi là xong. Mình tìm ba ẩn, thế là bằng 3 căn 5 mà. Thế tóm lại là tương đương với cả cái tích có hướng của em. Độ dài tích có hướng nó bằng 6 căn 5. Thì bình phương lên phát mất căn luôn. Rồi vector AM nha. Vector AM thì em lấy cho chị tọa độ điểm M chứ tọa độ điểm A. Nào, lấy cho chị Vân tọa độ điểm M chứ tọa độ điểm A nào. Thì nó sẽ là M là T trừ 2 rồi trừ đi cho trừ 2, T rồi đúng không? Tiếp theo là 3T cộng 1 rồi trừ 1 thì là 3T. Đấy thế nhỉ? Trừ 2T trừ 5 trừ đi 1 là từ trừ 2T trừ 6. Vậy ra vector AM. Vector tiếp theo là vector AB. Lấy điểm B trừ điểm A trừ 3 cộng 2 là trừ 1. Trừ 1 trừ 1 là trừ 2. 2 trừ 1 là 1. Đó, bây giờ em có hướng hai thằng này. Có hướng hai thằng này thì nó sẽ ra là cái gì đây? 3T. Có hướng nha. Để ra là 3T. Đây, lấy thằng này nhân lên đây. Trừ với thằng này. Thì trừ đi cho trừ 2 nhân với thằng này. Ôi dồi ôi, dối thế. Trừ đi cho trừ 2 nhân thằng này, tức là 2 nhân thằng này. 2 nhân thằng này thì sẽ làm 4. À, cộng đúng không? Cộng 4T. Trừ 4T. Lú lú. Trừ 4T. Trừ 12. Em nhìn nhá. Tiếp tục nha. Nhầm lại này. Là 3T. Đó, họ quá chị Vân phải đi ngậm thuốc hoa. Giờ chị nói nó sẽ hơi nghe hơi bị khó khó một tí nhá. Mình đang ngậm kẹo. 3T trừ đi cho trừ 2 này, cộng 2 nhân với cả trừ 2T trừ 6 như này thì là 3T trừ 4T trừ 12 đúng rồi. Tiếp tục mà. Lấy người nhân với này là T. Nhớ phải đổi dấu là trừ T. Trừ T trừ với cho cứ tính đi xong rồi đổi dấu sau vậy. T đi. Trừ đi cho trừ 1 thì là cộng 1 nhân với cả trừ 2T trừ 6 thì là T trừ 2T trừ 6 thì em là trừ T trừ 6 em đổi được lại T cộng 6. Tiếp theo là thằng cuối cùng trừ 2 vứt lên đây là trừ 2T. Em phải nháp đấy nhá, lú lắm mạng. Trừ 2T cộng 3T là 5T. Đâu rồi, là T. Chết rồi. Là T thôi. Thuốc cúm đã làm chị của em bị lú. Rồi, cứ xóa phần nháp đi. Tiếp theo nhá, bây giờ đây là tích có hướng đúng không? Bây giờ nó bảo là độ dài của tích có hướng cơ. Nó sẽ tương đương với việc là vậy chị Vân nhầm nhanh là trừ T, trừ 12. Trừ T, trừ 12. Đó, đưa em nhầm nhanh này. Thì đó là, có vẻ là, đáng lẽ là nó là căn đúng không? Căn của 3x bình cộng y bình cộng z bình ấy. Mà thôi, mình bình phương hai vế lên thì nó là T, trừ 12 bình phương. Cộng T cộng 6 bình phương. Cộng với cả T bình. Thì bằng là 6 căn 5 bình phương. 6 căn 5 bình phương là 180. Bây giờ em bấm máy tính. Trận độ này. 80 em bấm máy tính em giải nghiệm đó chị Vân là sao? Chị bấm thử nhé. Cái bấm máy tính căng thẳng ấy, không bấm, chị nghĩ là không bấm được đâu. Em nên giải tay, phá hằng thức ra, em tung xòe hằng thức ra. Giải phương trình bậc 2 ấy. Bấm 1922, 153 có thể giao được một nghiệm là 0. Còn một nghiệm là T bằng âm 12 nhé. Em không bấm ship xôn đâu nhá. Em phải tự giải phá hằng thức ra nhé, nhớ chưa? Em chị Vân bảo ấy.
Xong rồi ở đây xem nào. Em mới tính được ra hai cái tọa độ của em. Là với cái T ấy. Đây này, em đặt cái em bằng T đúng không? Hay ở đây, tọa độ M à. Thì T của em là có hai trường hợp. Là cứ lấy T trừ 2 thì đây là trừ 2. 3, 0 là 1. Trừ 5. Thế là con M của em còn, nếu mà T bằng trừ 12 thì sẽ là trừ 14. Đúng không? Đấy, đóng khung này và cho mà thay nhé. Ừ, thay vào đấy. T bằng trừ 12 thì là 3 này nhân trừ 12 này cộng 1 này trừ 35. Theo là trừ 2 nhân với cả trừ 12 trừ 5 là 19. Nhưng mà người ta yêu cầu là cái ZM của em phải dương à, âm hay loại ZM dương mất. Thế là đáp án sẽ là trừ 2, 1 và trừ 5. Đã là B. Ok. Theo là câu số 7. Câu số 7 của em là tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC. Nghe nè. Nhà chị Vân vẽ một tam giác ABC vào đây. Đấy. A, B, C. Trực tâm ấy là giao của ba đường. Gì nào? Giao của ba đường cao. Đúng không? Trực tâm của em là giao của ba đường cao. Thế em nhìn này, Vân gọi đây là H. Thế thì mình sẽ có các cái phương trình như thế nào bây giờ? Đúng không? Các phương trình như nào? Thì nếu như ấy, em sẽ có là đây nhá, nhìn này. Thì em có thấy là giao của ba đường cao ấy thì có phải là AH của em đang vuông góc BC không? BH của em đang vuông góc với cả AC không? Và CH của em đang vuông góc với AB. Vậy nếu như bạn nào mà bảo với chị Vân là mình sẽ dùng ba phương trình đó là AH, nên mình cần tìm tọa độ trực tâm H mà đúng không? Thì mình có điểm H có tọa độ là gọi là XYZ chẳng hạn. Đó. Thế thì mình sẽ dùng ba phương trình là AH nhân với cả BC bằng vectơ 0. Ừ. À, BH nhân với cả vectơ AC sẽ bằng vectơ 0. Hoặc là CH nhân với cả vectơ AB bằng vectơ 0. Nếu như các em làm như này thì em nghe này. Nếu như thằng này vuông góc thằng này. Nếu như BH vuông góc AC, AH vuông góc BC thì H đã nghĩa là ấy, thì CH sẽ tự khắc vuông góc với AB. Nghĩa là nếu em dùng ba phương trình này thì nó sẽ bị không làm được ra. Có hiểu ý tưởng không em? Nghĩa là sẽ bị thiếu ấy. Nghĩa là hai cái em gộp lại nó thỏa mãn sẵn cái còn lại rồi. Nó bị thiếu phương trình. Vậy nên ý, cái phương trình còn lại ở đây này nó sẽ không được sử dụng, em chỉ được sử dụng hai cái thôi, hai cái vuông nhau thôi. Còn một cái nữa đó là ấy, cái điểm H vì nó là trực tâm ý, nên cái điểm H này nó phải thuộc vào mặt phẳng ABC, hay là cách khác là vectơ HA, HB và HC phải đồng phẳng, hoặc là nhé em có miễn là em lấy chung gốc là được. Bây giờ em phải có yếu tố đồng phẳng ở đây. Yếu tố đồng phẳng thì nó liên quan đến lý thuyết của tích hỗn tạp. Quay lên đây chị Vân sẽ nhắc thêm một tí nữa kiến thức của tích hỗn tạp nhé. À, nhìn vào đây. Nó sẽ có lý thuyết đó là vector A nhân vector B có hướng này. Xong nhân vector C này, nếu mà bằng 0. Bằng 0 nhé. Thì vector ABC đồng phẳng. Vector A, vector B và vector C đồng phẳng. Được chưa? Tại sao vừa nãy chị Vân viết nhầm cái dấu vector ở đây mà chị phải xóa đi? Bởi vì chị Vân vừa nói với các em là đây này, cái này nó là một vector, cái này là một vector, vậy hai này đang là có hướng với nhau, phải ra một số, vậy phải ra là số 0, chứ không phải là vector 0. Nếu nó ra cái số 0 thì sẽ đồng phẳng. Vậy thì em sẽ sử dụng cái kiến thức đồng phẳng đấy, còn nếu nó khác không thì nó không đồng phẳng, được chưa? Em sẽ sử dụng kiến thức đồng phẳng đấy thì em làm thôi. Đây, H là trực tâm thì H phải nằm trong mặt phẳng này. Tức là này, bây giờ em có thể miễn làm sao chọn vector chung gốc là được. Em có thể chọn HA, HB, HC. Nhưng nếu như chị chọn như thế thì chỉ có tận 3 ẩn. Em có hiểu là HA, HB, HC đều có ẩn là H không? Đều dính này. Thế chị chọn một cách thông minh hơn thì chị chọn là đỉnh A đi chẳng hạn. Thì nó là AB, AC và AH đồng phẳng.
Tức là nhà em sẽ có là vector AB có hướng với vector AC rồi vô hướng với vector A, thì lúc đấy nó mới gặp ẩn, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, bằng không. Thế em giải cho chị ba cái hệ ra là nó xong nhá. Nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu tính nhá. AH thì lấy tọa độ điểm H trừ tọa độ điểm A thì nó sẽ là x trừ 2, y trừ 3, z trừ 1. BC của em thì nó sẽ là lấy C trừ B, 2 trừ 1 cộng 2 là 1, trừ 1 cộng 2 đúng không? C trừ B đúng không? Tiếp theo là mình sẽ có phương trình đầu tiên luôn, tương sấn đương này, x trừ 2, x nhân x nha em nhé, có hướng à vô hướng ấy. X nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z cộng với cả 2y trừ đi 6 cộng với cả z trừ 1 bằng 0, được một phương trình. Tiếp tục tính BH và AC. Vector BH lấy H trừ B, x trừ 2, y trừ 1 và z cộng 2. Các tờ AC thì lấy C trừ đi A làm 1 này, 0 này và âm 2. Em lấy x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z thì nó sẽ được là x trừ 2 trừ đi cho 2z trừ 2z trừ đi cho 4 bằng 0. Bởi vì cái này nhân vào bằng 0 mất rồi em ạ, không nhân nữa nhé. Rồi tiếp theo này, tích có hướng của AB và AC. Thế chị có AC rồi, thế chị tính tiếp vector AB ra đây. Vector AB thì sẽ có lấy B trừ A không, trừ 1 trừ 3 là trừ 2, trừ 2 trừ 1 là trừ 3. Đấy, xem có hướng lại nào, có hướng nào em yêu, cố lên nào. Nhân lên đây, không trừ đi cho trừ 4, à không trừ đi cho 4 thì là trừ 4, không không trừ đi cho 4, ừ trừ 4, trừ 3 trừ 0 là trừ 3 nhưng đổi dấu là 3. Nó nhân xong thằng cuối cùng rồi thì nhân đến thằng này là trừ 2 nhân với cả trừ trừ 2 nhân 1 là trừ trừ 2 trừ 0 đúng không? Thì ở đây là trừ 2. Đấy, vậy đây có hướng, đây là cái tích có hướng của em này. Thằng này của em này chính là cái thằng này. Để em chia thằng này nhé. AH của em đây. Đây, chị sẽ khoanh cái thằng đấy vào cho em nhìn này. Đó. Vậy thì bây giờ tích vô hướng cái thằng này, em lấy x nhân x, y nhân y, z nhân z cộng hết vào với nhau thì sẽ được phương trình cuối cùng là trừ 4 nhân x trừ 2 cộng với cả 3 nhân y trừ 3 trừ đi 2 nhân z trừ 1. Và đến đây thì chị Vân sẽ giải nốt xong bấm máy tính cho kem chỉ lần sau nhé. Đây, cái hệ của chị Vân đã ra được cái màu xanh như này. Xem bấm nghiệm ra là sao. Em bấm nghiệm ra thì em sẽ giải ra được nghiệm của em là x bằng này. Chị bấm rồi nhá, chị bấm ra được là 100 phần 29. Y của em bằng là 99 phần 29. Còn kia là trừ 37. Trừ 37 phần 29. Đáp án nó không có mà. 9. Đấy, đáp án em sửa chị đáp án B lại thành là cộng 99 phần 29 nhá. Sẽ có đáp án là đáp án B. Đó, xong. Đây là câu số 7. Câu số 8, câu cuối cùng.
tôi cùng chị bảo rồi, để ba cái để bốn cái điểm mà đồng phẳng thì có tính chất rồi đấy. Bốn cái điểm mà đồng phẳng ấy, thì giống như kiểu là đây. Vector A, B, C, D. Vector A, B, A, C, A, D. Đấy. Lấy cái tích có tích hỗn tạp là xong. Nào, tức là vector AB được chưa? Vector AC có hướng này nhân với cả vector AD phải bằng bằng không, bằng không nhé, bằng số không nhé, thì nó sẽ đồng phẳng với nhau. Thì bây giờ em đi tính cho chị tích có hướng của AB và AC trước. Thì tích có hướng của AB AC thì rất đơn giản, mình sẽ đi tính tọa độ của điểm, tọa độ của hai vector đã nhé. Viết ra đây, tọa độ của vector AB thì chính là điểm B, là lấy tọa độ B chỉ tọa độ A, sorry, lấy tọa độ B chỉ tọa độ A thì nó sẽ là 2 trừ 1 là 1, 0 trừ 1 là trừ 1, 2 này. Đấy, vector AC của em thì sẽ là lấy C trừ A 3 này, trừ 2 này, 4 này. Đó, em xong rồi, em sẽ bây giờ có hướng này này, chị Vân như sau. Có hướng này 4 nhân đây là mấy nhiều? 4 nhân đây là âm 4, âm 4 trừ đi cho trừ 4. Đúng không? Nhìn này, âm 4 trừ đi cho trừ 4. Không à? Không làm sao được, đúng không? Nó phải là âm 4 này trừ đi cho trừ 4. Ơ, không thật mà nhỉ? Không em ạ. Âm 4 này trừ đi cho trừ của 4 thì cộng 4 đúng không mà nhỉ? Chứ rồi chị chỉ sợ thuốc cúm nó làm chị lú, chị tính toán ngay nó cứ ngáo ngáo. N của em này nó sẽ là không. Tiếp theo là giữa này, 4 nhân 1 là 4. 4 trừ đi 6 là âm 2, đổi dấu lại 2. Tiếp theo là cái thằng này nhân lên đây. Âm 2 nhân với cả 1 âm 2. Âm 2 cộng 3 là 1. Vậy thằng có hướng của em sao? 0 2 1. Đó. Tiếp theo là cái thằng AD. Thằng AD sẽ là lấy D trừ A đâu. D trừ A thì là 2. Trừ 2 trừ 1 là trừ 3. M trừ 1. Giờ em vô hướng cái này vào đây không? Nào, x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z này. Thì 0 nhân 2 vứt. Trừ 6 này. Cộng với cả M trừ 1 bằng 0. Vậy M của em bằng 7. Đáp số của em là M bằng 7. Quá xong. Vậy là vừa rồi nhá. Bây giờ nghe chị tổng kết lại toàn bộ bài. Bài hôm nay cũng có bốn cái lý thuyết cần phải nhớ như sau. Quay này, chung vào đây. Bài của em có bốn cái lý thuyết cần phải nhớ. Nhất, đó là cách tính tích có hướng, quan trọng nhất cái bài luôn. Cứ lấy cái thằng ở dưới cùng này nhân lên đây. À nhân nhầm, nhân gần trước, dưới cùng mình nhân lên đây, nhân gần trước này với gần này, trừ cái thằng này. Xong rồi với xa này. Nhớ là với ở giữa thì phải đổi dấu chưa? Tiếp theo là đến thằng này, nhân đây, trừ này, nhân này. Đấy, thì đấy là cách để tính tích có hướng. Tiếp theo là thứ hai, kiến thức thứ hai cần nhớ là diện tích tam giác của em thì bằng 1 phần 2 độ dài của vector có hướng. Độ dài của tích có hướng đấy. Miễn là chung gốc là được. Nhớ là những cái tích hôm nay mà mình học nó đều phải chung gốc. Tiếp theo là khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến một đoạn thẳng thì bằng là độ dài của tích có hướng chia cho cái đoạn mà mình tính khoảng cách đấy. Đấy. Thể tích thì bằng 1 phần 6 tích hỗn tạp. Được chưa? Phân biệt cho chị đây là độ dài của vector, còn đây là trị tuyệt đối. Đó. Điều kiện để đồng phẳng là tích hỗn tạp bằng không. Đấy là bốn kiến thức cần phải nhớ. À nhắc lại, năm năm. Thứ đầu tiên tích tính không, tính tích có hướng này. Kiến thức thứ hai là diện tích tính kiểu gì. Thứ ba là thể tích tính kiểu gì. Thứ tư là khoảng cách tính kiểu gì. Và thứ năm là điều kiện đồng phẳng. Thì bài 1 của em ôn tập về công thức tính diện tích, đúng chưa? Bài số 2 ôn tập về công thức tính thể tích. Bài số 3 ôn tập về công thức tính khoảng cách. Đó, bài số 5. Bài số 5 là ôn tập về cũng là công thức tính diện tích nhưng mà nó ở một cái mức độ vận cao hơn. Bài số 6 là ôn tập về công thức tính thể tích nhưng mà cũng ở một mức độ vận cao hơn. Bài số 5, ấy bài số 6 này. Bài số 6 thì cũng thế, tương tự. Bài số 6 thì cao hơn nữa, đúng không? Bài số 6 cao hơn nữa bởi vì nó có cái đường thẳng này hơi khó xử lý một tí. Tiếp theo là bài số 7 là bài hơi mới khi em phải áp dụng yếu tố đồng phẳng. Đấy, áp dụng kiến thức của đồng phẳng. Và bài cuối cùng
là bài yếu tố bảng riêng. Đấy, hết rồi. Bây giờ thì cảm ơn vì Ken đã xem Biết chữa bài tập về nhà đến đây. Biết chữa bài tập về nhà thì rất là mất thời gian, và chị Vân còn bị ốm nữa. Chị Vân quay Biết chữa bài tập về nhà nó bị kiểu rất là khó nghe hơn bình thường. Nên là rất là cảm ơn Ken đã xem đến đây. Rất là thank you vì những fan cứng này. Cảm ơn các fan cứng nha. Bye bye, tạm biệt các em. Bye bye. Nhớ bấm subscribe cho kênh YouTube của chị Vân nhá. Tạm biệt.